ơi thôi ba ơi, tình ta cách xa từ đây còn gì đâu, dù chỉ lời bao mối duyên ban đầu, mối duyên ban đầu chim.
thì chắc có lẽ là Trương Tư Long xin tặng chia tay và giới thiệu Trương Tư Long, giới thiệu một người em của Trương Tư Long, một người bạn, đó là con của nghệ nghệ sĩ nhân dân Trang Châu. Xin mời.